Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, việc đầu tư nghiên cứu công nghệ, quy trình sản xuất vật liệu mới, năng lượng tái tạo để đưa ra các sản phẩm xanh có ích với cộng đồng đang là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra bài toán mới cho các doanh nghiệp thương hiệu Việt để sao cho phù hợp với xu thế phát triển chung và nâng cao vị thế, tăng sức cạnh tranh ở cả thị trường trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hành trình hướng tới phát triển xanh của Việt Nam, My Brand Việt Nam đã phối hợp cùng với Brand Finance, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm mang chủ đề Phát triển xanh, cách tiếp cận phù hợp cho thương hiệu Việt và lễ trao giải top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt, đồng thời tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu theo hướng bền vững. Đây là sự kiện tạo ra môi trường thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình sẽ thúc đẩy quá trình phát triển nói chung và phát triển xanh nói riêng của các doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương hiệu quốc tế. Trong khuôn khổ diễn đàn lần này, top 100 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam được trao chứng nhận chính thức về thứ hạng, giá trị thương hiệu quốc gia và chỉ số sức khỏe thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Bảng xếp hạng lần này cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ về giá trị thương hiệu của các ngành tại Việt Nam, trong đó viễn thông, ngân hàng là những ngành có đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị bảng xếp hạng. Đặc biệt, giá trị thương hiệu ngành ngân hàng tăng mạnh thêm 47% so với năm 2022 qua nỗ lực chuyển đổi số và cải thiện dịch vụ. Ví dụ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tăng 69%, tỏa sáng với danh hiệu thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2023. Trong cái xã hội hiện nay, kể cả các doanh nghiệp cũng như cộng đồng xã hội thì chúng ta cũng nhận thức rõ cái phát triển bền vững nó tác động như thế nào đối với cuộc sống hàng ngày. Và vì vậy cho nên là chúng tôi chọn cái hướng đi dài hạn. Trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu thì BIDV cũng xây dựng xác định 5 cái giá trị cốt lõi, đó là cái trí tuệ, niềm tin, liêm chính, chuyên nghiệp và khát vọng cống hiến. Đấy cũng là những cái giá trị mà BIDV mong muốn hướng tới để xây dựng và thông qua đó thì thực hiện được khát vọng của mình trong việc phát triển bền vững. Với mức tăng trưởng vượt bậc hơn 105%, ngành công nghệ đã và đang nổi lên như một ngành có tiềm năng lớn trong thời đại chuyển đổi số. Đứng đầu ngành là FPT với giá trị thương hiệu lên đến 594,54 triệu USD, tăng 52% so với năm trước. Đây là kết quả của nỗ lực đổi mới, tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Chúng tôi thấy rằng cái việc xây dựng cái thương hiệu về phát triển bền vững và phát triển xanh là vô cùng quan trọng. Cái đây nó không phải là thương hiệu marketing mà nó chính là một cái nội dung để lan tỏa những cái gì mà chúng tôi làm, những gì mà chúng tôi đóng góp cho xã hội đến với khách hàng, với đối tác. Chúng tôi xây dựng cái chiến lược của mình. Thứ nhất là câu chuyện về nguồn nhân lực. Thứ hai là tạo ra một cái môi trường làm việc hạnh phúc, một cái xã hội thu nhỏ nhưng mọi người tự hào được làm việc ở đó một cách bền vững. Và cái điểm thứ ba đó chính là cái năng lực quản trị ở trong tập đoàn FPT cùng xây dựng một quốc gia hạnh phúc. Đó chính là cái mong muốn và nằm trong chiến lược của chúng tôi. Thực tế cho thấy, phát triển xanh đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Với những thách thức về môi trường và xã hội ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu có trách nhiệm và bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.